2 ngày 22 tháng 8 của 12 con giáp. Trong ngày mới, Tý Thủy tương hình, vận trình công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tý lao đao vất vả. Tử vi tuổi Tý, bản mệnh gặp nhiều tranh đấu đa đoan, làm gì cũng hết sức cẩn trọng, kẻo tự mình kéo mình vào những rắc rối khiến cho tinh thần bấn loạn, khó tập trung làm việc. Ngày này dễ bị kẻ tiểu nhân đeo bám, gây nhiều phiền hà nhằm tranh quyền đoạt vị. Nếu tỏ ra bực dọc đồng nghĩa với việc kẻ xấu xa tha hồ hả hê. Trong mọi tình huống, hãy mỉm cười thật tươi để không ai đoán biết bạn đang nghĩ ngợi điều gì. Con số may mắn 1, 2, 5, giờ tốt 4 đến 6 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu gặp nhiều cát lợi về nhiều mặt, quý nhân lục hợp mở nhiều cơ hội làm ăn, mang tới điểm tốt về vận tài lộc, tình hình tài chính bình ổn, nguồn vốn dồi dào, kinh doanh bước đầu đã thu về lãi suất. Người làm chức vụ quản lý, lãnh đạo càng được dịp thể hiện năng lực xuất chúng, xứng đáng với trọng trách mà tập thể giao phó nhờ được tỷ kiên hợp lực. Hạnh phúc là những điều vô cùng giản đơn, nếu cứ tích phức và hóa mọi chuyện, bạn sẽ chẳng thể cảm nhận được hạnh phúc. Vì thế, hãy sống thật chậm, lắng nghe điều trái tim muốn nói để đời sống tình cảm luôn sinh động. Con số may mắn 08, giờ tốt 23 đến 1 giờ, màu sắc cát tường tím cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Tý, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Ngày đầu tuần của người tuổi Dần trôi qua khá nhanh vì những cảm giác làm việc trôi chảy, bỏ ra công sức bao nhiêu thu về thành quả bấy nhiêu. Nhân duyên hỗ trợ công việc, bạn được cấp trên, đồng nghiệp ưu ái, dành niềm tin và giao phó nhiệm vụ quan trọng. Nhiều khả năng, cơ cấu công ty, nhất là mảng nhân sự có sự điều động lớn, vị trí của bạn cũng có thể bị dịch chuyển tới nơi tốt hơn. Vì thế, chứng tỏ lãnh đạo đã thực sự quan tâm và để mắt tới bạn. Tuy nhiên, vì cơ chế mới, bạn chưa thực sự làm quen nên bước đầu còn bỡ ngỡ, khó tránh khỏi phạm sai sót, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều tới hiệu quả công việc. Tình cảm khởi sắc trông thấy, lứa đôi cùng nhau có những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu, ghi lại trong tim dấu ấn khó phai. Con số may mắn 2, 7, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Tất, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Tử vi hôm nay của người tuổi Mão không khả quan, thậm chí bản mệnh còn hỏng chuyện do ảnh hưởng của quan hệ tự hình. Tính cách bạn nóng nảy, khó kìm chế, dễ tức giận vô cớ, nói lời cay độc khiến cho bề trên phiền lòng. Mối quan hệ với các bậc trưởng bối không hữu hảo, khoảng cách giữa hai thế hệ quá lớn dẫn đến những bất đồng quan điểm, mâu thuẫn. Nếu không dành nhiều thời gian để quan tâm, chia sẻ với nhau, khoảng cách ấy càng lớn dần, khó mà hòa thuận như trước. Vận trình tình cảm, chuyện kết hôn gặp phải sự phản đối của một bên gia đình, rất có thể là gia đình bạn. Nếu sớm nản chí, hai bạn chẳng thể về chung một nhà. Trái lại, hạ quyết tâm tới cùng, ắt sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường đen xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi thứ hai của 12 con giáp, người tuổi Thìn gặp thủy cục vượng vận. Dù là vận trình công việc, học hành hay tình cảm đều có dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, đón nhận không ít tin vui. Tài lộc khởi sắc, kinh doanh thuận lợi, nhất là khi triển khai dự án mới hoặc tung ra thị trường sản phẩm mới đều rất được đông đảo mọi người đón nhận. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, tính tình bản mệnh trở nên hiếu thắng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để làm chuyện sai trái. Vì thế cũng cần giữ thái độ khiêm nhường, tránh cao ngạo mà rước thua thiệt vào mình. Ngũ hành tương khắc còn đẩy vận trình tình cảm lứa đôi xuống dốc nghiêm trọng, hai bên dễ cãi nhau to tiếng vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Dĩ hòa vi quý là cách tốt nhất giúp bạn nhanh chóng vượt qua những rắc rối thường nhật. Còn số may mắn 3, 6, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường tím vàng đất, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dậu, Tý.
tử vi tuổi Tỵ. Xem bói tử vi, ngày Tý Thủy mâu thuẫn Tỵ Hỏa, điềm báo mâu thuẫn khắp nơi, ở cơ quan tranh luận gay gắt với đồng nghiệp, về nhà va chạm với người thân nửa kia con cái, nhưng may thay có Tỷ Kiên nâng đỡ, tuổi Tỵ sớm bình tĩnh trở lại, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, công việc cũng được hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên kết quả chưa thực sự khiến bạn mãn nguyện mà thôi. Sức khỏe của bạn có phần giảm sút nên chủ động các bệnh liên quan đến mắt hay xương khớp, nhất là xương cột sống. Dân văn phòng càng cần phải lưu ý vấn đề này, bởi vì xương sống gặp trục trặc thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng tiếc. Ngũ hành tương khắc chẳng khác nào mang thêm rào cản cho tình cảm lứa đôi. Nếu chỉ xác định yêu cho vui, bạn nên nghĩ lại, vì đối phương thực sự yêu bạn cuồng nhiệt. Con số may mắn 189, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường xanh lá tím đậm, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu thân rộng. Tử vi tuổi Ngọ. Ý Ngọ tứ hành xung, một ngày nhiều điểm hung hại có thể xảy ra đối với người tuổi Ngọ. Ra đường bản mệnh ngó trước nhìn sau, kỹ càng kẻo dính tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì xước xát chân tay, nặng phải tiến hành nhập viện phẫu thuật. Tình hình kinh doanh đầu tư chưa có gì nổi bật, dù bạn đã kinh doanh đầu tư cả núi tiền vào đấy, hãy xem xét lại chất lượng hàng hóa cũng như cách quảng cáo tiếp thị ra thị trường. Bạn sẽ sớm tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục vấn đề. Vợ chồng cãi nhau là chuyện khó tránh, nhưng nhớ đừng cãi vã trước mặt con trẻ hay người lớn trong nhà, tinh thần của họ sẽ bị tổn thương phần nào. Con số may mắn 248, giờ tốt 4 giờ đến 6 giờ, màu sắc cát tường xanh lá tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Cái cách hành xử kiểu tiền trảm hậu tấu do Tỷ Kiên xúi giục sẽ khiến bản mệnh tuổi Mùi gặp không ít rắc rối trong ngày, dù điều đó chưa để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng. Bạn đang sống trong tập thể, có người bề trên, có kẻ bề dưới, có người tốt, người xấu, người chức vụ cao cấp khác nhau. Vì thế, việc làm gì cũng nên giữ đúng tuần tự hoặc chỉ ít tỏ thái độ tôn trọng mọi người. Như vậy mới gặp được mọi người tin tưởng, tín nhiệm. Hôn nhân mà cưới trước báo sau là điều không được đâu nhé. Dù hai gia đình có phản đối cỡ nào, nếu kiên trì, hai bạn sẽ tìm cách để thuyết phục. Hạnh phúc của bạn không thực sự trọn vẹn nếu không được lời chúc phúc của đông đảo mọi người, nhất là gia đình bạn. Con số may mắn 145, giờ tốt 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ cam mận, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Theo tử vi thứ hai của 12 con giáp, ngày Thân Kim được dưỡng nên bản mệnh yên tâm tiền tài, hết tiền lại có, cứ nỗ lực ắt sẽ thành công. Công việc có bước phát triển nhanh, mang tính đột phá. Nếu kết hợp ý tưởng sáng tạo với đồng nghiệp, bạn sẽ tạo ra sản phẩm mới thực sự có giá trị kinh tế cao. Vì thế đừng dại gì mà hoạt động độc lập, 10 cái đầu luôn suy nghĩ thấu đáo hơn 1 cái đầu. Vận trình tình cảm dần đi vào giai đoạn bình ổn, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Đôi khi hai bên to tiếng giận hờn cũng chỉ vì quá yêu đối phương. Đôi khi tình yêu chỉ cần những thứ gia vị mới lạ để có thể thăng hoa. Vậy nên đừng ngại ngần thay đổi bản thân. Con số may mắn 246, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường bạc, be vàng, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dậu. Trong ngày Dậu kim sinh Tý Thủy báo hiệu điểm lành sẽ tới trong ngày. Người tuổi Dậu cứ thư thái đón chào ngày mới. Bên cạnh đó, ấn tinh đường hoàng bước vào mệnh chủ, mang suối nguồn tươi trẻ tới, giúp ngày mới của bạn tràn đầy năng lượng. Công việc diễn biến theo đúng kế hoạch, có gặp chút trục trặc về giấy tờ nhưng được quý nhân ra tay giúp sức, cuối cùng vẫn giải quyết âm thầm. Tình cảm của lứa đôi hài hòa, hãy tranh thủ thời gian tìm cách hâm nóng tình yêu bằng những hành động ngọt ngào. Tình yêu chỉ thực sự gắn kết và bền vững khi ngọn lửa tình yêu luôn được thắp sáng. Con số may mắn 29, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường vàng trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày, công việc của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi theo đúng kế hoạch dự kiến.
Thiên tài tinh mang đến nhiều bất ngờ, được quý nhân cát lợi giúp đỡ nên vận trình ngày sinh động vô cùng. Về phương diện công việc, bạn được cấp trên khen thưởng giúp đỡ vì những biểu hiện xuất sắc trong suốt thời gian qua. Đồng nghiệp cũng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, thậm chí là ngưỡng mộ chứ không hề có cảm giác ganh ghét, đố kỵ như trước. Tình cảm chưa thực sự có bước đột phá mới. Nếu muốn điều đó, bạn cần đầu tư nhiều thời gian để quan tâm, chia sẻ đến nửa kia của mình nhiều hơn. Con số may mắn 279, giờ tốt 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Ngọ, Mão, tử vi tuổi Hợi. Ngày có hành thủy lấn át mệnh, người tuổi Hợi giỏi mưu lược, phát huy tối đa khả năng tiềm tàng của bản thân, đạt được không ít thành công bước đầu trong sự nghiệp. Người kinh doanh buôn bán được dịp phô diễn tài năng thiên bẩm của mình, ký kết hợp đồng có giá trị lớn hay thỏa thuận hợp tác lâu dài, tài lộc khả quan, lãi suất cũng đang dần tăng lên, dân văn phòng có cơ hội được tăng lương, chủ động nắm bắt và thể hiện năng lực của bản thân càng sớm càng tốt. Tuy nhiên trong ngày có điềm báo về rắc rối thị phi, chỉ cần nói năng sơ suất, hành xử thiếu tế nhị, bản mệnh sẽ bị người khác dị nghị nhằm triệt hạ uy tín. Con số may mắn 16, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường đen xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Mùi, Dần. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của lịch ngày tốt. Ngày hôm nay, lịch ngày tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.